Hello guys, welcome back to Bitch Vlog. Okay, mà bẹ mụ bẹ mà hay kia mà tại sao dùng cái đảo nào mới dùng cái đảo hay là tôi dùng capi covid off nhiều nên này đã off nhiều và là đi vô một phong là trong trăm pro cop nằm mười mười vô dùng từ thoát hai người lấy đáy cái dương từ thoát rút chia lại cái nạn street photography. Ok, mơ thật ta mình sẽ cầm một tiếp ở dạng này nhé. Cầm tôi tạo đọc về hai một dạng với tiết street photography ní cứ nhung mở quạt spray thì youtuber khác với thế vì chắc là quạt quạt và chất thang còn đang thơ nên thơ mới đáy và đang chỉ một hệ giờ là cái này là đã thoát tập biệt cho mơ thật ta mình sẽ cầm một hệ ấy hai dạng với tiết quạt phá camera ấy lens ấy từ giả đọc này mình được dùng từ giả cho mình đã đọc nhé subscribe mình được tôi mang video thông mê chưa phải đọc tiết thì chúng ta chỉ làm ok chụp nhận đọc nhé nó phải để qua mặt đọc yes. Ok và mày những mặt đỏ lên hello bông tên bina rồi bà ở dùm tôi đã thơ sần năng này à lâm tôi thôi này nè thôi nó lại cái nó dừng thôn hết trên tình năng bông năng chẳng có ba này và xạ lên nữa bà à lên tầm tay nó xạ nữa lên nhưng mà xạ hai rồi xạ là hụt kia về video trong pi video perfect mà hụt kia không perfect này camera có trao nó cứ ở Canon 700D chúng mình đang lên há crop ok và mẹ nào mày đấy ấp mẹ hụt thọt rồi chụp đoán này chụp đoán hụt rồi ok chụp đoán hụt rồi ok ban cả anh em đang vô ban mạng không? Ok. Dương đã bị cái này thơm hoa rồi nhưng mà to. Lại tú, lại có bảo. Lại dương tôi xong từ lại một tiếp. Và lại còn phun hạt thọt. ยงก็ถ่ายได้พอมาหยุดนั้นโอเคให้จังทําทางในดอกนี้นําเพิ่นจัดวิดีโอนี้กัดนําให้ลอยยัสมาล็อกพาร์ทฟอร์ดเอาเหล่านี้เป็นนี้บ่าให้รูปภาพของเฮาได้กดบันพอดนําโพสต์นําเพจก็คือมิสเตอร์ก็กําลังดักรูปภาพไว้ให้น้องนี้โจทย์เสมอถ้าอาจถ่ายจิมาตัดติดมันก็จริงโปรดทางก็หมายถึงก็ดําเนินชราวทางการงานก็มีการอยู่ช่างได้จังก็ดําเนินจังก็ชื่อเป้ดําไว้เพื่อหูมือๆดําไว้ก็ดําเนินมาครบ โอเคจังแนวดอกนี้ผมคลิกตามตัวสถานีโอนดอกจ๊อบไลค์กับสไตล์ไปดูชั้นนะตัวบางโอนไปดีโอเคบ้องไปจับวิดีโอมั้ยไปจับวิดีโอมั้ย